Trên tay cho đang cầm đây chính là chai Zero với tên biệt dược là Destate. Thì với hoạt chất là desloratadine, nó sẽ giúp cho bạn điều trị dị ứng, mẩn ngứa, mề đay và các tình trạng viêm mũi, sổ mũi, nghẹt mũi. Và nếu như bạn muốn tìm hiểu một cách khái quát về dạng Zero này thì hãy bắt đầu đồng hành cùng với Trang với 5 phần chính sau đây bạn nhé. Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn cho chuyên mục tủ thuốc gia đình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về dạng Zero có chứa thành phần hoạt chất là desloratadine. Và nếu như bạn quan tâm thì hãy bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu desloratadine là gì và chỉ định của desloratadine. Thì đầu tiên cho các bạn coi cái bên ngoài của chai Zero có chứa hoạt chất desloratadine với tên biệt dược là Destate các bạn nhé. Thì các bạn hỏi trang chai này bao nhiêu tiền thì 70 ngàn một chai các bạn nhé. Thì bên trong nó sẽ có một tờ hướng dẫn sử dụng. Đây là cái chai Zero. Thì Destate với hoạt chất là desloratadine và cái hàm lượng của nó là 2,5mg trên 50ml và chai này là 60ml và tương đương với desloratadine còn trong đây là 30mg các bạn nhé. Đây là tờ hướng dẫn sử dụng, bất kỳ khi chúng ta sử dụng các loại thuốc nào thì chúng ta cũng phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng hoặc là có chỉ định của bác sĩ hoặc hướng dẫn tư vấn sử dụng thuốc an toàn từ dược sĩ các bạn nhé. Như vậy là bạn đã hiểu một cách sơ lược về desloratadine rồi, thì chỉ định cụ thể trong trường hợp nào? Nó sẽ được chỉ định trong những cái trường hợp là bạn bị dị ứng, có nghĩa là bạn bị mề đay, mẩn ngứa, phát ban, nó sẽ giảm số lượng hồng ban, giảm ngứa cho bạn trong những cái trường hợp này. Bạn bị viêm mũi, như là viêm mũi dị ứng nè, sổ mũi, nghẹt mũi, chảy nước mũi hay là ngứa mũi, xung huyết mũi hay là bạn bị ngứa cổ họng nè, do ho đó, kích ứng hoặc là bạn bị chảy nước mắt, ngứa mắt thì bạn cũng có thể sử dụng. Thì những cái trường hợp này thì chúng ta sử dụng desloratadine, cái dạng Zero này rất là hiệu quả và dễ sử dụng các bạn nhé. Còn đối với những cái trường hợp mà bạn bị viêm mũi dị ứng không liên tục, có nghĩa là triệu chứng xuất hiện dưới 4 ngày trên một tuần hoặc là nhỏ hơn 4 tuần đó, thì nên điều trị phù hợp để dựa đánh giá tiền sử của bệnh nhân và nên ngừng khi điều trị hết triệu chứng. Tái điều trị khi xuất hiện triệu chứng, có nghĩa là chúng ta chỉ sử dụng khi nào chúng ta có triệu chứng xuất hiện thôi các bạn ha. Thì trong viêm mũi dị ứng kéo dài, triệu chứng xuất hiện lớn hơn hoặc là bằng 4 ngày trên một tuần và kéo dài lớn hơn 4 tuần đó, thì có thể điều trị liên tục trong thời gian tiếp xúc với dị nguyên. Thì đọc thì các bạn hơi khó hiểu một xíu, có nghĩa là những ai mà bị dị ứng với những cái tác nhân mà như là bạn bị phấn hoa theo mùa, như là có nhiều người bị dị ứng với cái mùi của hoa sữa nè, hoặc là bạn đi đến cái vùng mà bạn bị dị ứng với những cái phấn hoa hay là những cái mùi hoa, hay là bạn bị dị ứng với lông chó mèo hoặc là những cái bụi đó, thì chúng ta sẽ sử dụng liên tục trong cái thời gian chúng ta ở đó các bạn nhé. Thì đó là những cái trường hợp mà dị ứng kéo dài đó, thì chúng ta nhớ là sử dụng. Nhưng mà trước khi sử dụng thuốc thì phải có chỉ định của bác sĩ và tham khảo ý kiến cũng như là nhờ sự tư vấn sử dụng thuốc an toàn từ dược sĩ để các bạn an toàn khi sử dụng thuốc các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, tác dụng phụ và chống chỉ định của Destate là gì. Thì với hoạt chất là desloratadine thì cái tác dụng phụ mà chúng ta thường gặp nhất đó các bạn nhé là nhức đầu, chóng mặt, có thể ngủ gà. Hoặc là có những trường hợp bị sốt, nhưng mà trẻ em dưới 2 tuổi thì thường gặp hơn. Và điển hình nhất đó chính là khô miệng, hoặc là bạn bị tiêu chảy, hoặc là có nhiều người bị táo bón. Thì đó là những tác dụng phụ thường gặp nhất.
Nhưng mà không phải không có những cái tác dụng phụ khác bạn nhé. Thì ở đây cái bản tác dụng phụ nó chỉ trên cái hệ thần kinh nè, trên tim mạch, tiêu hóa, gan mật, trên mô da liên kết từ đó. Thì các bạn có thể đọc tìm hiểu thêm, thì Trang chỉ nêu ra những cái tác dụng phụ mà thường gặp nhất thôi. Còn nếu như bạn gặp những cái tác dụng phụ nặng mà nó kéo dài, nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn, thì phải ngưng thuốc ngay lập tức và đến các cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu bạn nhé. Những cái trường hợp, trừ cái trường hợp sốc phản vệ xảy ra ảnh hưởng xấu và nghiêm trọng đến với tính mạng của các bạn đó, thì chúng ta cần lưu ý ha. Thì đó là những tác dụng phụ, bạn cũng có thể đọc thêm để tìm hiểu thêm cho mình. Chống chỉ định thì thuốc Desloratadine hay là Cloratadine đó, thì nó chỉ chống chỉ định trong những cái trường hợp bạn bị dị ứng quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của Desloratadine hay là Cloratadine thôi. Như vậy là chúng ta đã bước sang xong phần thứ 2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ 3, hướng dẫn cho bạn cách sử dụng Cipro Desloratadine. Thì đây là cái dạng siro, nó có màu cam. Và sử dụng thì theo từng cái độ tuổi, nó sẽ có cái ml sử dụng khác nhau các bạn nhé. Thì ở đây chia thành 4 cái nhóm người. Một, đó chính là trẻ em từ 6 tháng đến 11 tháng tuổi, thì bạn sẽ sử dụng mỗi lần là 2ml và một ngày chỉ uống một lần duy nhất thôi. Bạn có thể uống trước bữa ăn hoặc là sau bữa ăn hoặc là uống cùng bữa ăn của trẻ đều được hết các bạn nhé. 2ml. Ở trên đây nó có chia cái vạch ml hết rồi, các bạn chỉ cần lấy theo thôi. Thì ở đây là bắt đầu từ 2,5ml. Bạn hỏi là 2ml thì lấy bao nhiêu, thì chúng ta lấy dưới 2,5ml các bạn nhé. Tiếp đến đó chính là trẻ em từ 1 đến 5 tuổi, thì chúng ta sẽ uống mỗi lần 2,5ml, mỗi ngày cũng dùng một lần duy nhất. Cũng có thể uống trước bữa ăn, trong bữa ăn hoặc là sau bữa ăn đều được hết, không ảnh hưởng gì hết. Thứ ba, đó chính là trẻ từ 6 đến 11 tuổi thì sẽ mỗi lần uống là 5ml và một ngày cũng uống một lần duy nhất, và uống trước bữa ăn, sau bữa ăn hay là trong bữa ăn đều được. Và thứ tư, đó chính là trẻ lớn hơn hoặc bằng 12 tuổi, có nghĩa là sử dụng liều như người lớn rồi đó, thì một lần sẽ uống là 10ml và uống một lần duy nhất trên một ngày. Cũng có thể uống trước bữa ăn, trong bữa ăn hay là sau bữa ăn đều được, nó không ảnh hưởng các bạn nhé. Và nhớ là không sử dụng vượt quá những cái hàm lượng cái cách dùng cho phép này. Và nếu như bạn được bác sĩ chỉ định cho bạn ngày uống 2 lần hay gì đó, thì các bạn sẽ uống theo đúng chỉ định của bác sĩ. Còn lại thì chúng ta sẽ uống theo đúng cái hướng dẫn của nhà sản xuất đưa ra các bạn nhé, và cái liều lượng thích hợp cho từng độ tuổi đó, không vượt quá cái liều cho phép để tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các bạn. Thì đó là cách sử dụng. Thì cho các bạn coi bên trong nè, nó rất là dễ uống các bạn nhé. Đây là 2ml nè các bạn, cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 11 tháng tuổi. Rồi, tới cái vạch 2,5ml là cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi các bạn ha. Tới cái vạch 5ml này thì chúng ta sẽ cho trẻ từ là 6 đến 11 tuổi. Còn trẻ từ 12 tuổi trở lên hoặc là người lớn thì chúng ta sẽ uống là 10ml. Thì các bạn cứ lấy theo cái vạch chia trên đây là được các bạn ha. Và chúng ta nhớ bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng của mặt trời các bạn nhé. Rồi, như vậy chúng ta đã xong cái phần cách dùng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ tư cùng với Trang ha. Đó chính là thận trọng khi sử dụng Desloratadine.
ở đây có một vài những lưu ý thận trọng cho các bạn sử dụng. Đầu tiên, nên thận trọng khi dùng cho những người có tiền sử bị động kinh. Những ai dị ứng với bất kỳ thành phần nào của desloratadine trước đó thì bây giờ chúng ta không sử dụng, để tránh trường hợp dị ứng quá mẫn dẫn đến sốc phản vệ và ảnh hưởng xấu đến tính mạng. Cho cái thành phần đó có chứa tá dược là sucrose, là chất tạo ngọt đó. Nếu như bạn không dung nạp được fructose hay là glucose, galactose, hoặc là bạn thiếu men chuyển hóa sucrose đó, thì bạn cũng không sử dụng được các bạn nhé. Và nó có chất tạo màu, cho nên là những ai mà đang dị ứng với chất tạo màu này thì chúng ta cũng không sử dụng ha. Đó chính là có thành phần Color Sonnet Yellow Super. Thì nếu như bạn dị ứng với chất tạo màu này thì chúng ta sẽ không sử dụng được desloratadine. Nên thận trọng đối với những trường hợp phụ nữ mang thai và trẻ, phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ các bạn nhé. Và nhớ là thuốc này nó chỉ sử dụng cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên, phải đủ 6 tháng tuổi các bạn nhé. Còn nếu như dưới 6 tháng tuổi thì chúng ta sẽ sử dụng những các phương pháp khác và những cái loại thuốc phù hợp khác các bạn nhé, theo đúng chỉ định của bác sĩ. Như vậy là các bạn đã tìm hiểu cùng với Trang xong phần thứ tư rồi nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ năm, những tương tác hoặc là những cái tương trị khi các bạn sử dụng desloratadine đó. Thì các bạn cần lưu ý là không sử dụng desloratadine cùng với rượu, không sử dụng cùng với các thuốc ức chế thần kinh trung ương, hoặc là các thuốc nó sẽ ảnh hưởng đến cái tác động lên cái hệ choline của các bạn đó, hoặc là những cái thuốc ức chế chọn lọc thu hồi serotonin, và nó có thể làm hoạt hóa enzyme gan của các bạn đó, misosome gan, như là azithromycin, cimetidine, erythromycin, hoặc là thuốc kháng nấm ketoconazole. Ngoài ra thì thức ăn thì nó không ảnh hưởng đến sinh khả dụng của thuốc, cho nên bạn có thể uống trước ăn, trong khi ăn hoặc là sau bữa ăn đều được. Thì các bạn nên đọc kỹ đầy đủ thì cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, và lưu ý một lần nữa chỉ sử dụng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ hoặc là tư vấn sử dụng thuốc an toàn từ dược sĩ các bạn nhé. Ngày nay thì không khí lạnh tràn về rất nhiều và rất dễ xảy nên những cái trường hợp như là cảm cúm, sổ mũi, nghẹt mũi, thì các bạn có thể sử dụng desloratadine cái dạng siro này, rất là dễ sử dụng, và chúng ta có thể mua về sử dụng cho người lớn, cho trẻ em trong nhà đều được hết các bạn nhé. Và nếu như bạn thấy những kiến thức ngày hôm nay thật sự có ích đối với mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthiditrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.